Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Qua Tin Đồn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn bà Nguyễn Phúc Anh Lan tìm hiểu về Vietnam Education Foundation do Thanh Trúc thực hiện. Chương trình truyền hình bản tin Hoa Thịnh Đốn. Thanh Trúc kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, VEF, Vietnam Education Fund, tức là Quỹ Giáo dục Việt Nam, là một tổ chức do chính phủ Hoa Kỳ thành lập. Và năm 2003 là cái năm đầu tiên mà VEF về Việt Nam, và cho đến nay thì Quỹ Giáo dục Việt Nam đã đưa được tất cả là 528 sinh viên thuộc vào các cấp đại học và cao học, thưa quý vị, qua đây để mà làm nghiên cứu và cũng như là học tiếp cái chương trình để mà họ trở thành những tiến sĩ và sau đó họ trở về nước để làm việc. Đó là cái mục đích của VEF. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một vị gọi là chủ tịch của hội đồng quản trị của VEF, và chị Nguyễn Phúc Anh Lan. Và chị vừa mới làm một chuyến đi công tác về bên Việt Nam để tiếp xúc với ở bên đó để mà hoàn tất những cái chương trình sau cùng của Quỹ Giáo dục Việt Nam. Mời quý vị theo dõi bản tin. Thanh Trúc xin cảm ơn chị Anh Lan đã đến với chương trình hôm nay. Vâng, xin cảm ơn chị Thanh Trúc. Trước hết là cũng thay mặt Quỹ Giáo dục Việt Nam, xin cảm ơn chị đã cho chúng tôi cái cơ hội để mà chia sẻ một số những cái suy nghĩ cũng như là ý kiến và dự kiện về chương trình của Quỹ Giáo dục Việt Nam. Dạ vâng, và như quý vị biết là tất cả những thành viên trong hội đồng quản trị của VEF là đều do Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm, quý vị. Thành ra chị Nguyễn Phúc Anh Lan cũng như những vị khác đều được Tổng thống trong cái nhiệm kỳ này thì Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm. Xin chị cho biết về cái chuyến đi vừa rồi về Việt Nam hồi tháng 6 phải không ạ? Dạ vâng. Trước hết là chúng tôi xin đính chính một chút là cái thành phần của hội đồng quản trị thì gồm có nhiều thành phần, trong đó là có 6 người là do Tổng thống Obama bổ nhiệm. Ngoài ra còn có 3 vị đại diện cho bên 3 bộ, là Bộ Giáo dục, là Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao, và 2 vị dân biểu Hoa Kỳ và 2 vị dân biểu liên bang và 2 vị thượng nghị sĩ liên bang, tổng cộng là mười mấy người lận. Dạ vâng. Thì chúng tôi vừa rồi là chúng tôi mới về Việt Nam trong cái chuyến đi để mà chuẩn bị cho 26 em sẽ đi học nghiên cứu sinh, sẽ đi học tiến sĩ và thạc sĩ ở các trường đại học ở Hoa Kỳ, và 4 vị gọi là visiting scholar, tức là những vị này đã tốt nghiệp tiến sĩ rồi và sẽ đi tu nghiệp qua những cái học bổng của VEF ở các cái trường chuyên môn. Thì tổng cộng là 30 người sẽ lên đường đi sang Hoa Kỳ để học vào tháng 9 sắp tới. Xin chị cho biết là tổng cộng là 30 người đó, hay là có thể nói là 26 người mà sẽ lên đường qua Hoa Kỳ theo cái chương trình của VEF á, thì thưa nó có nằm ở trong cái con số là 528 người không ạ? Dạ có chị. Dạ vâng. Và như thưa quý vị, tất cả những người ở bên Việt Nam qua mà họ đều được đi đến những cái trường học có thể nói là danh tiếng ở Hoa Kỳ, mà theo như chúng biết là hơn 90 đại học phải không ạ? Dạ, tất cả là 98 đại học, tức là số các em mà đã theo học qua cái chương trình của Quỹ Giáo dục Việt Nam là 528 em nghiên cứu sinh thì tham dự vào trong các cái trường học là của 98 trường đại học. Nhưng mà thực ra Quỹ Giáo dục Việt Nam là có một cái network là đến 108 trường lần chị. 108 những cái trường đại học mà nổi tiếng ở Hoa Kỳ về các ngành, đặc biệt là về các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ, thông tin cũng như là về y khoa. Dạ vâng, thì đó là cái lĩnh vực mà Quỹ Giáo dục Việt Nam chú trọng đến. Trong suốt 528 em này là toàn là chuyên về các cái chuyên ngành là về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, trong đó có phần công nghệ thông tin, tức là Information System, và đồng thời cũng có luôn cả về phần y khoa. Dạ, từ khi mà quỹ VEF tài trợ cho những người bên Việt Nam mà qua đây đi học đó, thì họ cũng có một điều kiện là học xong thì trở về nước. Thì trong số 528 sinh viên đó, nghiên cứu sinh đó, như bên Việt Nam gọi đó, thì đã có bao nhiêu người trở về nước? Dạ vâng, thưa chị, thì cái chương trình học tiến sĩ thì khá dài. Thành ra khi mà bắt đầu từ 2003 đến bây giờ đó, thì chúng tôi vừa có cái mass
là vào năm 2000, khoảng 2012, 2013 mới bắt đầu cái số mass trở về. Thì trong số tất cả các em mà đang tham dự thì khoảng 317 em là đã tốt nghiệp chương trình tiến sĩ, trong đó có khoảng 250 mấy em là tốt nghiệp tiến sĩ và khoảng 85 em là tốt nghiệp thạc sĩ. Thì tất cả các bạn này sau khi tốt nghiệp tiến sĩ rồi lại còn tham dự thêm một số gọi là postdoc, tức là nghiên cứu sau khi mà học tiến sĩ. Thành ra cái số em mà trở về Việt Nam để mà hoạt động là 259. Thì trong số 259 em này thì cũng có một số làm việc trong các cái chuyên ngành như là về các chuyên ngành mà về research, về nghiên cứu khoa học. Cũng có một số bạn làm trong các cái chương trình mà private sector, tức là trong các cái công nghệ, bởi vì các ngành như về engineering. Nhưng mà có khoảng 11% của các bạn này đã đứng ra để thành lập những cái công ty mà có cái sự liên hợp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam rất là tốt đẹp. Thì những bạn đó là những bạn mà đi đường tiên phong để mà tạo nên những công ăn việc làm cho ở Việt Nam, mà không những vậy tạo được cái cầu nối về vấn đề khoa học kỹ thuật giữa Hoa Kỳ và Việt Nam mà chúng tôi rất là quý mến. Và chúng tôi nghĩ đó là những cái thành công mà Quỹ Giáo dục Việt Nam đã thực hiện được trong các năm qua. Dạ vâng, thưa quý vị, đó là những tin tức mới nhất về VEF, Quỹ Giáo dục Việt Nam, mà chị Nguyễn Phúc Anh Lan là Chủ tịch của Hội đồng Quản trị của VEF. Bản tin đến đây xin được tạm ngừng. Thanh Trúc cảm ơn chị Anh Lan đã đến với bản tin này, cũng như là cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình tới. Và sau cùng, kính mời quý khán giả theo dõi phần phóng sự từ Maryland về lễ kỷ niệm năm thứ 76 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Phật giáo Hòa Hảo do Bích Phượng và Đào Tinh Vân thực hiện. Bích Phượng bản tin Hoa Tình Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Và để bước trên bước đường đoàn kết và phát huy đạo đức, phục vụ nhân quần xã hội, hôm nay Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thủ đô vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức đại lễ kỷ niệm năm thứ 76 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Phật giáo Hòa Hảo. Phật giáo Hòa Hảo là một giáo phái theo giáo lý chân truyền của Đức Thích Ca Mâu Ni, dựa trên nền đạo đức triết lý Phật giáo do Đức Huỳnh Phú Sổ khai sáng năm 1939. Lúc ấy ngài được 19 tuổi, đản sanh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi, 15 tháng Giêng 1920 tại làng Hòa Hảo, tỉnh Châu Đốc, một tỉnh xa xôi giáp biên thùy Việt Miên thuộc miền Nam Việt Nam, lấy pháp môn Tịnh Độ Tông làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia. Số tín đồ đạo Hòa Hảo ước tính khoảng 2 triệu người, tập trung chủ yếu ở đồng bằng Nam Bộ. Và nhằm mục đích phát huy chánh pháp vô vi của Đức Phật Thích Ca từ ngàn xưa, truyền lại và phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, và ngày Chủ nhật 12 tháng 7 tại East County Community Center, thành phố Silver Spring, tiểu bang Maryland, vào lúc 12 giờ trưa, buổi lễ được cử hành rất trang nghiêm. Thành phần tham dự có ban đại diện cộng đồng, các hội đoàn, đảng phái trong vùng cùng thân hữu và đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo, đặc biệt có các sư cô thuộc tỉnh xá Hương Thiền, Fairfax, Virginia, sư cô trụ trì chùa Quan Âm Hộ Chiếu ở Maryland. Hỏi về sinh hoạt của hội, ông Võ Thành Nhật, trong ban tổ chức cho biết, họ có họp thường tuần, hàng tuần, dạ, và đồng thời có hai tuần một thì trái lại có quy tụ nhau cùng nhau để mà niệm Phật, dạ. Còn những cái sinh hoạt bình thường đó là những cái mà anh em gặp mặt nhau để xong rồi tìm cách để tổ chức làm thế nào để cho anh em càng thân thiện thêm và càng phổ biến cái lý tưởng của Phật giáo Hòa Hảo của mình đang rộng ra đối với xã hội nhiều chừng nào hay chừng đấy. Đó là cái lý tưởng của Phật giáo Hòa Hảo mà anh em chúng tôi muốn thực hiện. Việc hình thành Hội Phật giáo Hòa Hảo ở Maryland, ông Hội trưởng Trần Phú Hữu chia sẻ. Trong cái giai đoạn đầu thì từ ở trong nước mới ra, cho nên là giai đoạn đó là anh em cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên rất là đoàn kết, bởi vì mình mất nước ra đây thì tứ cố vô thân. Cho nên giai đoạn đó là sinh hoạt ở đây nó cũng rất là hùng hậu, rất là mạnh mẽ. Và sau thời gian thì giáo hội cũng bành trướng và anh em đồng đạo thì không có tập trung như hồi trước, cho nên phân tán. Và bây giờ thì dùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi đã thực hiện được ban trị sự chính thức ở tại 585 University. Thành ra là
coi như là chúng tôi đã phục hoạt lại về sinh hoạt giáo hội ở tại địa phương này để phát triển cái nền đạo Phật giáo Hòa Hảo với cái mục đích là truyền bá cái giáo lý cứu đời của Đức Thầy trong cái thời kỳ hạn quan mạt pháp này, và mong mỏi tất cả mọi người cùng hướng về cái tinh thần đạo, nhất là Đức Quỳnh đã chủ trương cái đời này là hạn quan mạt pháp. Về tình hình sinh hoạt Phật giáo Hòa Hảo trong nước, bà Nguyễn Thị Bạch Nguyệt cho biết. Tôi là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở hải ngoại, nhưng mà chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng theo dõi tình hình đạo Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi ở quê nhà. Thật sự mà nói bây giờ, chính phủ Cộng sản Việt Nam họ chỉ cho hành đạo Phật giáo Hòa Hảo với cái điều kiện là phải là đi theo cái chỉ định của họ, tức là cái giáo hội Phật giáo quốc doanh. Còn ngoài cái quốc danh ra thì chúng tôi không thể nào mà hành đạo theo đúng cái tôn chỉ giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thật ra đó là một cái điều rất là khó khăn. Nhưng mà tinh thần đạo giáo của Phật giáo Hòa Hảo đồng đạo của tôi ở bên Việt Nam á, rất là cao. Do đó họ lén lút bằng đủ mọi cách để họ thực hiện những cái cuộc đại lễ. Và bị bắt bớ họ không có sợ gì hết. Họ chấp nhận bị tù tội. Là khách tham dự, ông Trần Tử Thanh, Chủ tịch điều họp các cơ sở quốc dân đảng hải ngoại, cho biết cảm tưởng. Vâng, như hàng năm đó thì chúng tôi đại diện cho Việt Nam Quốc dân đảng thường được cái Hòa Hảo ở vùng Tổ Lô Hoa Thịnh Đốn mời tham dự cái ngày lễ ngày hôm nay. Và như mọi năm thì tất cả đồng bào về đây đông đủ, và trong số các anh em quốc dân đảng chúng tôi cả một cái phái đoàn đi từ Virginia sang. Và tôi thấy là tất cả đồng bào, tức như là những người ở trong đảng đó, ở trong đảng chúng tôi và trong các đạo hữu Hòa Hảo đó, luôn luôn có những cái sinh hoạt như thế này rất là tốt, và luôn luôn là tưởng nhớ đến Đức Thầy, cái người đã sáng lập ra cái Hòa Hảo. Và sở dĩ mà Việt Nam Quốc dân đảng chúng tôi có cái gắn bó với Hòa Hảo là vì lý do năm 1945 đó là chính Việt Nam Quốc dân đảng đã cử những cái cán bộ cao cấp của chúng tôi đến gặp Đức Thầy và đã giúp cho Đức Thầy thành lập ra cái đảng xã hội, dân xã đảng. Và từ đó thì Việt Nam Quốc dân đảng cũng như là bên Hòa Hảo nó luôn luôn hỗ trợ cho nhau. Và chính Việt Nam Quốc dân đảng đã thành lập với sự giúp đỡ của Đức Thầy và các đạo hữu Hòa Hảo đó, đã giúp cho Việt Nam Quốc dân đảng thành lập được một cái sư đoàn mà ông Nguyễn Hòa Hiệp, tức là về sau này ông làm chủ tịch của Việt Nam Quốc dân đảng, sứ đảng bộ miền Nam, nó là tư lệnh sư đoàn đầu tiên trong cái vùng của Hòa Hảo, và đã đánh đuổi quân Pháp cũng như là đánh đuổi quân Việt Minh, đánh cả hai bên, cả vừa Việt Minh vừa Pháp cả. Bích Phượng tường trình từ Silver Spring, Maryland. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tin đồn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.